Chúng tôi khi gặp lại các bạn ở bài học trước, ta đã biết JSON là gì rồi. Bạn đã hiểu được định dạng trao đổi dữ liệu là gì rồi đúng không? Để chắc chắn thì hãy thử trả lời câu hỏi sau nhé. Định dạng trao đổi dữ liệu là gì? Có phải là một tập các quy định mà dữ liệu cần tuân thủ không? Hay là một chuỗi các giá trị mà được ngăn cách bởi dấu phẩy? Hay là dữ liệu truyền đi trên mạng? Nếu mà các bạn chưa trả lời đúng thì chỉ việc xem lại bài học trước là có thể trả lời được thôi. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu trúc của nó, hay có thể nói là ta sẽ tìm hiểu xem các quy định mà dữ liệu cần phải tuân thủ theo định dạng JSON. Nào, bắt đầu thôi. Bạn có thể tham khảo về JSON tại địa chỉ này. Đầu tiên, chuỗi JSON hoặc còn được gọi là JSON Text có nghĩa là gì? Cũng khá đơn giản thôi. Chuỗi JSON là một tập các ký tự chứa đựng các giá trị thỏa mãn các quy tắc mà đặc tả JSON đã định nghĩa. Ví dụ, đặc tả quy định một số giá trị của JSON như true, false, no, thì chuỗi JSON mô tả các giá trị này sẽ là. Và trong JavaScript, chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi các giá trị JSON text thành các giá trị trong JavaScript bằng một hàm rất đơn giản, đó là hàm. Kết quả của hàm parse sẽ là giá trị tương ứng trong JavaScript. Ví dụ, nếu ta so sánh true value có bằng true không, thì kết quả in ra console sẽ là true. Tức là true value chính là một biến mang giá trị là true. Vậy thì các giá trị JSON ngoài những giá trị true, false, no thì còn những giá trị nào nữa? JSON có thể chứa đựng các giá trị khá đơn giản nhưng lại rất linh hoạt. Hãy xem cấu trúc JSON. Bạn thấy đó, giá trị của JSON có thể là object, mảng, số, chuỗi hoặc là những giá trị true, false, no. Với các giá trị như true, false, no thì như ta đã đề cập khá dễ hiểu. Chúng ta sẽ đi qua hết các giá trị này nên các bạn cứ yên tâm, không có gì cứng cứng ở đây cả. Hãy khảo sát kiểu số trước nhé. Giá trị của JSON là số thì sẽ tuân thủ cấu trúc sau. Bạn thấy cái hình xoắn lên xoắn xuống thiệt là kinh khủng quá phải không? Đọc vô không hiểu gì luôn. Nhưng mà nó đơn giản lắm các bạn ạ. Hãy xem chúng ta đi qua cái vòng này như thế nào nhé. Trước hết, ta có hai nhánh. Nhánh đầu tiên đi thẳng tới phần tử thứ hai mà không có ký tự gì. Và nhánh thứ hai thì có dấu trừ, tức là dấu số âm đó các bạn. Như vậy, con đường đi tới đây thì có dấu trừ hoặc không có dấu gì cả. Bạn có thấy chỗ này hoàn toàn không nói gì về dấu cộng đúng không nào? Thử dùng json.parse là biết ngay. Kết quả sẽ là, ai chà, lỗi rồi. Rõ là cú pháp chỉ có dấu trừ, thì hàm parse cũng rất là thông minh, biết ngay là số. Nhưng mà ta đang đưa vào con số chưa hợp lệ, bởi vì ta đã đi đến hết con đường đâu mà đúng được. Chúng ta còn thiếu một mớ hầm bà lằng phía sau nữa mà, cho nên lỗi là đúng rồi. Cùng xem con đường tiếp theo là cái gì nhé. Đường đầu tiên thì đó là số 0, hoặc một đường gồm các số từ 1 đến 9. Riêng đoạn đường này còn có một vòng xoáy ở đây, tức là ta có thể chạy vòng vòng ở đây. Mỗi vòng sẽ lấy một con số ra. Ví dụ giá trị như thế này, trừ 2, 5, 6, thì nghĩa là ta đã đi qua con đường này. Tiếp theo sau giá trị số thì có thêm vài đường đi, ta mới hoàn toàn tới đích được. Đi tiếp nào, ở đây có hai con đường. Một là đi trên đường này, tức là không cần thêm ký tự gì cả, xong đi tiếp con đường này, thế là tới đích. Với số trừ 2, 5, 6, ta đi đường này. Vậy là ta có giá trị hợp lệ rồi. Thử parse xem nào, chính xác là con số chúng ta muốn. Giờ hãy thử đi đường khác nhé. Ở đường này, ta có dấu chấm, sau đó là một vòng xoay, với mỗi vòng là một con số. Dĩ nhiên ta muốn lượng ở vòng xoay bao nhiêu lần mà chả được. Thử lượng ở đây hai vòng và lấy hai số xem nhé. Ta sẽ có giá trị là trừ 256.22. Con số này thể hiện chúng ta đã đi đường như thế này. Giờ tiếp tục đi tiếp. Ở đây có hai hướng đi, một là đi về đích luôn. Vậy với giá trị trừ 256.22 thì đường đi sẽ là, đơn giản đúng không? Vì trừ 256.22 là một số hợp lệ. Nào, thử đi đường khác nha. Ở dưới này ta có thể
đi hai nhánh, nhánh E nhỏ và nhánh E lớn. Sau đó đi tiếp tới ngã ba đường. Tại ngã ba này, ta sẽ đi một trong ba hướng. Nếu đi đường số cộng thì ta có giá trị tới giờ là trừ 256.22 E nhỏ cộng, hoặc trừ 256.22 E nhỏ trừ, hoặc là trừ 256.22 E nhỏ. Nếu đi đường E lớn thì sẽ là trừ 256.22 E lớn cộng, trừ 256.22 E lớn trừ, trừ 256.22 E lớn. Tiếp theo nó là một vòng xoay nữa. Ở đây ta muốn đi bao nhiêu cũng được. Thử đi 3 vòng và lấy các số lần lượt là 1, 2 và 3 nhé. Thì giá trị sẽ là trừ 256.22 E cộng 123, hoặc trừ 256.22 E nhỏ trừ 123, hoặc trừ 256.22 E nhỏ 123. Cuối cùng là về đích. Như vậy, để kiểm tra một số có đúng đặt đã tracing hay không, chúng ta chỉ cần mô tả đường đi của con số đó theo sơ đồ ở đây. Nếu đi được từ đầu tới đích thì nó sẽ là một con số hợp lại. Nếu không đi được từ đầu tới đích, nó sẽ là con số không hợp lại. Chúng ta hãy thử con số này xem có hợp lại hay không nhé. Bản đồ bắt đầu bằng dấu trừ hoặc không có gì cả. Xem con số ví dụ nào. Bắt đầu là dấu trừ thì nó không phải, nên chắc chắn là nó phải đi con đường này. Tiếp theo là số đúng không nào? Có thể là số 0 hoặc là bất cứ số nào khác. Ồ, chỗ này là dấu chấm. Vậy thì không thể đi được nữa. Thế thì con số này không hợp lệ với chuẩn JSON nha các bạn. Muốn hợp lệ thì ít nhất cũng phải có số 0 đầu tiên như thế này. 0.34 E nhỏ trừ 4. Chứ không thể nào là dấu chấm đầu tiên là .34 E nhỏ trừ 1 được. Điều này là sai đặc tả rồi. Nếu bạn muốn kiểm tra thử thì chỉ cần dùng hàm json.parse để parse chuỗi xem có được không là biết ngay. Đó, các bạn thấy lỗi ngay không? Còn nếu thêm số 0 vô đầu thì ok. Vậy là các bạn biết cách dò tìm bản đồ để kiểm tra một con số trong json có hợp lệ không rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu giá trị tiếp theo, chính là kiểu string, hoặc là chuỗi trong học sau nhé.